Xin chào cả nhà. Hiện tại mình đang đi trên một chiếc xe tải và mình đang lái một chiếc xe tải và đang đi trên một đoạn đường, nói chung là đoạn đường đấy rất lạ đối với mình, một đoạn đường nào đấy của Đắk Lắk mình không rõ nữa, do lần đầu mình mới đi đến đây. Đây, cảnh quan hai bên đường thì cũng rất chi là đẹp. Hôm nay thì trời trong xanh, nắng nhẹ nhẹ. Hôm nay mình đi sang bên đi từ Kon Tum sang Đắk Lắk, đi chở hàng lần đầu tiên luôn. Nói chung cảm xúc cũng lúc này thì rất là phiêu lưu, mình chưa biết cái điểm đến của mình là ở đâu cả. Đấy. Tìm trên bản đồ thì cái điểm đến của mình còn cách chỗ này là 100 km. Mình tiếp tục đi thôi. Giờ mình đi với tốc độ 60 km/h. Đấy, tốc độ cao nhất là 60 km/h. Giờ không dám đi nhanh, sợ bán tốc độ đoạn này đi phiêu lưu quá. Mình chưa biết là sẽ có chuyện gì xảy ra ở phía trước. Đây, một tay lái xe, một tay cầm điện thoại quay phim. Một thanh niên rất cứng. Mình đi chậm thôi. Đây, cảnh sát hai bên đường nói chung là xanh ngắt xanh. Vào mùa này thì vào mùa này của Tây Nguyên thì nói chung là cây cối được mưa xuống rồi, cây cối phát triển, lá chồi non này kia, rồi cũng mọi thứ đều đẹp hết. Nói chung là mình thích mùa mưa, nhưng mà không mưa nhiều lắm, vì mưa nhiều lắm thì làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh buôn bán, nói chung là khó kiếm tiền. Đấy, nhưng mà mùa mưa thì nó vừa mát này, vừa cây cối tốt tươi này. Nó khác với mùa khô. Nói chung là mùa nào nó cũng có cái lợi cái hại của nó. Mùa khô thì nắng nhiều và cây cỏ nó không có nước.